Hôm nay tại hội thảo lấy ý kiến dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi do Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng, nhiều ý kiến quan tâm đến nội dung thu gọn 12 loại hàng hóa dịch vụ không chịu thuế, chuyển sang chịu thuế 5% hoặc 10%, trong đó có mặt hàng phân bón. Theo đại diện Hiệp hội Phân bón Việt Nam, luật thuế 71 năm 2014 quy định phân bón không chịu thuế giá trị gia tăng. Không chỉ doanh nghiệp chịu thiệt, người nông dân cũng bị ảnh hưởng do phải mua với giá cao hơn 5-8% vì doanh nghiệp phải hạch toán một phần thuế không được khấu trừ vào chi phí sản xuất. Xem cái dự thảo thì thấy rằng là Quốc hội đã đưa vào, rất là vui mừng là thấy là ngành phân bón đã được đưa vào ở nhóm đóng thuế suất là 5% và tất cả các cái đầu vào hiện nay của ngành sản xuất phân bón Việt Nam cỡ khoảng 8%, thì có nghĩa rằng là cái 3% của cái đầu vào đó, mà đặc biệt là cái thuế suất cho các cái vật tư thiết bị, thì cái việc khấu trừ tỷ lệ nhập máy móc thiết bị hiện đại thì nó cũng rất là quan trọng. Chuyên gia cũng nhận định việc chuyển các hàng hóa là đầu vào quan trọng cho nông nghiệp như phân bón, máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp từ không chịu thuế sang chịu thuế 5% là phù hợp, sẽ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Việc ưu đãi không chịu thuế thì nó thấp hơn ưu đãi 5%, không chịu thuế thì không được khấu trừ đầu vào, nên cái nó bị hiệu ứng tăng giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp này, đặc biệt trong bối cảnh phải cạnh tranh với cái phân bón và máy móc thiết bị chuyên dùng nhập khẩu cho nông nghiệp ấy, thì dẫn đến là nó sẽ khó khăn, bởi vì cái nước mà người ta xuất khẩu thì người ta được hoàn thuế rồi, trong đến Việt Nam mình người ta không chịu thuế thì cái giá bán của họ là thấp hơn so với các doanh nghiệp sản xuất trong nước của mình. Lãnh đạo Bộ Tài chính thông tin thêm, sản lượng phân bón của thị trường hiện khoảng 15 triệu tấn, trong đó 11 triệu tấn là sản xuất trong nước. Các quy định hiện đang có lợi cho hàng nhập khẩu. Việc đánh thuế giá trị gia tăng cho phân bón 5% hay 10% cần được tính toán cụ thể. Vì cái đầu vào công chí nêu là cơ bản 8%, và trong đây thì cũng đã mở ra là đối với trường hợp 5% mà có khấu trừ thì có âm là sẽ hoàn. Thế cho nên là cái chỗ này là cũng là chúng ta cũng phải cân nhắc, kể cả ý kiến của Vốn Banh, các ông chí đang kiến nghị là 10%. Nếu 10% thì coi như là sẽ nộp là 2%, đúng không? So với hiện nay là không chịu, nhưng mà toàn bộ cái đầu vào đang chịu là 8%. Đấy, thì nó cũng là tính vào giá thành. Bên cạnh phân bón, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan quản lý cần thường xuyên rà soát, đánh giá để tiếp tục thu hẹp đối tượng không chịu thuế. Ví dụ như mặt hàng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, về lâu dài thu hẹp cả đối tượng chịu thuế 5%.